Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bạn cái hàng mới về là cái dòng cầu trước không phanh này. Rất là nhiều các bạn nhé. Xỉ lẻ em đều có thể cung cấp được. Đấy. Hơn 200 bộ. Cầu trước này thì bên em thì thường thường ưu tiên là nhập cái loại chưa hàn sẵn. Thứ nhất là về chi phí nó rẻ hơn. Và chi phí vận chuyển nó rẻ hai đường luôn các bạn ạ. Thứ nhất là vận chuyển từ nhà sản xuất về bên em là nó rẻ. Thứ hai nên là từ chỗ em gửi đi cho khách hàng nó rẻ hơn. Đấy, thì nó sẽ rẻ được hai lần cho các khách hàng. Cái cách thức để hàn lối vào thì nó rất là đơn giản. Thì đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái hai cái loại này trước. Thì sơ bộ thì có hai loại, một cái loại là ốc chéo 8-11, cái tim ốc này là chéo 11 vuông 8 này, do cạnh là 8 này, và một cái loại nữa là chéo 10 và đo cạnh là 7. Đấy, thì có hai loại. Cái dòng này thì nó sử dụng bi côn các bạn nhé. Bi côn thì mình trước đã là giới thiệu cho các bạn là cái bi côn thì chịu lực của nó rất là tốt. Hôm nào mình sẽ làm một cái video bổ cấu tạo của cái cầu trước này ra. Ngày xưa có làm rồi nhưng chắc nó lâu quá, nó trôi mất nên nhiều bạn không theo dõi kịp. Thì ở trong này nó sử dụng hai vòng bi côn này. Cái lực chịu của nó ngày xưa mình bán cho khách hàng chở 2,5 tấn cũng chưa hỏng được. Đấy, có nghĩa là sức tối đa là 2,5 tấn mà chưa hỏng các bạn nhé. Thì có thể là nhỏ hơn thì sẽ không vấn đề gì luôn. Cái ngõng trục này của nó sử dụng tới 3 vòng bi đấy các bạn ạ. 2 vòng bi kim này và 1 vòng bi đỡ này. Đấy. Thì nó cầu thì nó cứ trang bị cho các bạn một cái tai ngắn, một cái tai dài như này. Đây, ví dụ như cái đây, bên đây là một bộ này. Đây, như này là một bộ này. Một bộ một tai ngắn, một tai dài này. Thì nó có hai mục đích, cái này mình nhập về mình bán thì để cho hai mục đích sử dụng. Cái này thì nó có hai cái mục đích. Thì đối với các bạn sử dụng cái thước lái hai đầu ấy, thì các bạn chỉ cần nối cái đầu này và thước lái là xong. Còn đối với các bạn sử dụng thước lái đôi là cái thước lái một đầu ấy, thì hai cái này giằng với nhau và cái này thì giằng với lại thước lái. Thì cái này là do khách hàng sẽ tùy ý thích kiểu nào cũng được. Đấy, còn ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ phân tích sau. Thường thường khách hàng mua thì mình sẽ tự chọn cho khách hàng làm sao nó phù hợp. Đấy, khi gia công thì lắp đặt thì các bạn lưu ý là cái con ốc này nó phải ở phía trên các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, con ốc này phải nằm ở phía bên trên. Đấy, bởi vì ở trong này nó có một cái vòng bi đỡ ở phía bên trên này này. Đấy, ở dưới này nó không có bi đỡ đâu, nó chỉ có bi đỡ ở phía bên trên này thôi. Đấy, thì khi các bạn lắp ngược lại thì cái bi đỡ nó không có tác dụng. Mà cái bi đỡ mà không có tác dụng thì các bạn lái nó rất là lặng. Thì các bạn nào đã làm cái cầu này mà bị lặng thì các bạn nên xem lại cái con ốc đấy, xem có phải mình lắp nó không đúng không. Đấy. Thì, và tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu nó đã hoàn chỉnh như thế này. Đây thì đây là cái cầu nó đã hàn sẵn. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn hàn sẵn như này thì nó cũng rất là dễ hàn thôi. Các bạn mua cái ống 60 chiều dày tùy theo tải trọng. Các bạn làm xe chơi thì cái ống kem 60 cũng được, cái ống 50 cũng được. Thì ở trên này người ta có tiện cái mặt chuẩn cho các bạn rồi. Đây các bạn nhìn vết tiện không? Đấy, người ta tiện cái mặt chuẩn đây rồi. Các bạn cứ cắt cái hộp làm sao nó không bị nghiêng, không bị vát. Là các bạn đặt vào đây là các bạn hàn xong. Các bạn đặt vào đây các bạn cứ hàn đúng cái mặt chuẩn này. Là các bạn sẽ yên tâm không sợ bị hàn nghiêng hay là hàn ngả nữa. Nhưng với điều kiện là cái ống của các bạn phải cắt chuẩn đấy nhé.
Đấy, các ống của bạn cắt chuẩn là được. Đấy, rất là dễ thôi. Thì các bạn mua ống 60 thì các bạn mua cái ống ly 9 cũng được, ly 4 cũng được, nếu xe nhẹ. Đấy, đối với xe tải trên 1 tấn thì các bạn mua cái ống dày hơn. Thì ống sắt đen, ống đen là hợp lý nhất. Thì đấy là nó sẽ đỡ đi rất là nhiều chi phí cho các bạn. Thì ví dụ như cầu 1 mét thì các bạn trừ cho mình 22 cm. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi có video mới đăng lên thì sẽ nhận được cái thông báo ngay. Và việc đăng ký kênh ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi lại những cái video đã từng xem trước đây. Đấy, rất là nhiều các bạn nhé, hàng về rất là liên tục và rất là nhiều, nhít cũng có này. Cầu này, cầu về liên tục các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.